Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Dậu và cách cải vận. Tuổi Dậu yêu thương và xem trọng gia đình, dễ xúc động trước hoàn cảnh tình cảm của người khác. Tuổi trẻ vất vả, họ thẳng thắn, có lòng vị tha nhưng cố chấp rất là cao. Làm sao để có vận tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống, để có không khí và ánh sáng trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng thuật số mệnh khuyết, hay còn gọi là mệnh thiếu. Thứ ba là tập hành thiền ngày 10 phút để cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan. Thứ tư là nhân quả, hôm nay bạn gieo nhân lành, mai sau sẽ có quả ngọt. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng nêu một phần tính cách, xét theo ngày sinh cho ra những kết quả khác nữa. Video này giới thiệu con giáp Dậu hoặc người sinh tháng Dậu vào khoảng 7 tháng 9 cho đến 7 tháng 10 dương lịch. Các bạn tra áp lịch Việt ghi lại ngũ hành của lá số, hoặc vào website phongthuykhaitoan.com một tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện nhiều điều thú vị của bản thân. Phần sau video tôi nói về tuổi Dậu theo từng tháng sinh và các mật mã liên quan. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng vẻ ngoài của mình, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân, nhất là phụ nữ. Những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Tuổi Dậu có tính cần cù, kiên trì, không biết mệt mỏi. Họ có tính tiến thủ, làm việc ổn định, dũng cảm xông vào đói nghèo. Dậu là một trong tứ mã cực đoan, tượng trưng cho kim loại chặt chém, hung hăng cực độ, nhưng vô cùng thẳng thắn. Dậu rất cố chấp, không thể thương lượng được với họ, dễ đi vào bế tắc khi họ cho sự việc đó là đúng. Có hai tính đối nghịch với nhau. Một là khi họ gặp khó khăn, họ rất kiên định và vững vàng, quyết đoán trong thời điểm đó, nhưng họ lại hay dao động khi gặp tình cảm hoặc là xúc động mạnh. Những người tuổi Dậu thường là hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông, một số ít rất là ít nói, nhưng họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích những người xung quanh hơn là giao tiếp với mọi người. Sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tuổi Dậu thường dành thời gian trở về gia đình, trở về mái ấm riêng của mình. Trong công việc, người tuổi Dậu có khuynh hướng thích làm nghề tự do, nhưng họ cũng thích làm việc lớn cho xã hội, cũng như làm việc thiện nguyện. Phần đông người tuổi Dậu chủ yếu phát đạt về giai đoạn sau 30. Nhiều người có tuổi thơ thiếu niên rất là gian nan cực khổ, song chủ yếu càng về sau càng phát đạt. Tuổi Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài ăn nói khéo léo của mình. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác. Nếu ai cố gắng phản bác lại ý của họ, họ sẽ tranh luận đến cùng, chừng nào cho rằng mình đúng thì mới thôi. Đôi lúc sự cố chấp bảo thủ của họ khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Đa số người tuổi Dậu hay nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người bạn bè, người thân trong gia đình. Họ có khả năng làm ra tiền, song cũng chính vì vậy mà nhiều lo toan vất vả. Họ cũng có của cải đất đai riêng cho mình, nhưng phải thất bại nhiều mới có lại được. Trong kinh doanh đầu tư, họ phải kiên trì và nhất thiết phải làm theo kế hoạch đã vạch ra trước đó mới có gặt hái lớn. Đa số những người tuổi Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý tiền bạc. Trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Về tình duyên, nữ tuổi Dậu thích là chăm chút vẻ ngoài của mình, vì vậy họ sẵn sàng chi trả khoản tiền lớn để làm đẹp hoặc mua sắm. Trong tình yêu, đối với người tuổi Dậu, họ rất thận trọng và gìn giữ hơn những tuổi khác. Đặc biệt trong tình cảm vợ chồng, họ rất là gắn bó thân thiết với nhau. Nói chung, người tuổi Dậu về quan hệ hôn nhân, tình yêu, họ luôn ở thế có lợi. Những người phụ nữ tuổi Dậu rất là đảm đang, tháo vát việc nhà mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế riêng cho mình, kiếm tiền riêng cho mình rất là tốt. Sự mạnh mẽ, giỏi giang của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thiếu nữ tuổi Dậu, đa phần họ nhanh nhẹn, hoạt bát, có nam tính. Các cô nàng hay chủ động tìm tình yêu riêng cho mình, cũng rất là trầm tính, ít lời khi hoàn cảnh không cho phép, tức là bị từ chối. Cũng có khá nhiều người tuổi Quý Dậu, Đinh Dậu thất bại trong tình yêu hoặc là tình duyên lận đận. Các bà chủ tuổi Dậu là người tỏ ra thích hoạt động hướng ngoại, nhưng trong thực tế họ đảm đang công việc gia đình, nội trợ cũng khá tốt. Trong gia đình,
họ không thích trách mắng chồng con, nhưng ngược lại họ cũng không thích ai trách mắng mình. Họ yêu cầu một sự bình đẳng tuyệt đối trong tình yêu hôn nhân. Nói chung, người tuổi Dậu khá là trọng danh dự, họ lãng mạn, coi trọng tình yêu, tuy đa tình nhưng không quá phóng túng trong giao tiếp, rất là giữ kẽ. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Dậu hợp với thân Tuất hoặc là tỵ Sửu, lục hợp với Thìn. Cách dùng tam hợp lục hợp này mang tính tham khảo, không nên ứng dụng. Các bạn nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết và dụng thần, mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng. Từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành một lá số thiếu, dùng để cân bằng lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Dậu sinh mùa đông vào tháng Hợi Tý Sửu, mùa lạnh thường dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu tuổi Dậu sinh tại tháng Tý, vô cùng cứng đầu, cố chấp, có chí lớn. Người khuyết hỏa cần biết màu đỏ tím vàng, màu nóng là hỏa, nên thường xuyên vào bếp nấu nướng là tăng vận hỏa, tăng vận đào hoa. Về động vật, ngựa, chó là hỏa, mèo là mộc, ăn uống, ăn đồ nướng, ăn lẩu, ăn thịt bò, sô-cô-la, uống cà phê cũng là hỏa. Trên cơ thể, mắt phần đầu đại diện cho hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, bếp là nơi cực kỳ hỏa, nồi cơm điện, tivi, lò vi ba cũng đại diện cho hỏa. Các thiết bị công nghệ khi cắm sạc cũng đại diện cho phát ra hỏa, nhưng đây không phải là hỏa tốt. Ngành nghề thuộc hỏa, thợ trang điểm, sản xuất phim, diễn viên, công an, nhà hàng châu Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, điện tử, máy tính, thiết bị điện, kỹ thuật điện, ngành nghề chiếu sáng, nhiếp ảnh, các ngành nghề liên quan đến thể thao, các studio sáng tạo đều là thuộc hỏa. Tuổi Dậu sinh mùa xuân, tháng Dần Mão, mùa xuân mộc vượng thường kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Nếu tuổi Dậu sinh tại tháng Mão, vô cùng cực đoan quân tử, có chí lớn. Cần kim nên biết gương là kim thủy, màu trắng xám là kim, vàng bạc trang sức đều là kim, động vật khỉ gà là kim, đồng hồ Rolex, húp lót rất là nhiều kim. Khi ăn uống, ăn thịt lạnh, ăn gà là kim. Đối với cơ thể, mỗi sáng thức dậy nên dùng đồng hồ báo thức bằng kim loại, hướng mặt về hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc, đây là hai hướng thuộc kim. Cạo râu nên cạo bằng dao. Đồ vật trong nhà, tủ lạnh, máy lạnh, gương là kim, két sắt cũng là kim. Treo một bức tranh gà khỉ hoặc núi Phú Sĩ đại diện cho tăng thêm vận kim. Tủ lạnh nên có trong phòng khách. Ngành nghề thuộc kim, kế toán, kinh doanh chứng khoán, tài chính, ngân hàng, máy móc, cửa hàng vàng bạc, làm giám sát, quản lý, sản xuất phần cứng máy vi tính, kỹ thuật cơ khí, sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, dụng cụ thể thao, trò chơi điện tử hoặc bác sĩ phẫu thuật đều thuộc kim. Tuổi Dậu sinh mùa hè, tháng Tỵ ngọ mùi, mùa hè hỏa vượng, chủ về kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi Dậu sinh tại tháng ngọ, vô cùng cứng đầu, là một mật mã đào hoa, có chí lớn. Người khuyết thủy, mỗi sáng nên tắm sáng, nhà vệ sinh có thể dùng bồn tắm. Màu xanh lam, màu đen là thủy, trang sức vàng bạc hoặc là có đá màu đen, màu xanh lam. Khi ăn uống, tất cả các loại thủy hay sản, tẩu yến, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng. Uống trà đá, uống bia cũng đại diện cho thủy, sữa chua cũng vậy. Đối với cơ thể, gương mặt nên giữ trắng sáng, đeo kính mát khi ra ngoài đường. Trong nhà, nhà vệ sinh hay là vòi nước đại diện cho thủy, hướng bắc cũng đại diện cho thủy. Treo một bức tranh về sông nước hoặc tranh củ ngư là tăng vận thủy. Về động vật, cá, chuột, heo đại diện cho thủy. Ngành nghề thuộc thủy, spa, thẩm mỹ, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề biển, quảng cáo, văn phòng tư vấn, giới thiệu việc làm, quan hệ công chúng đều thuộc thủy. Tuổi Dậu sinh tại tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng kỵ kim, nên lấy mộc làm dụng thần. Tuổi Dậu sinh tại tháng Dậu, kim quá vượng, lời nói và hành động có thể dễ gây sát thương người khác, có thể làm việc lớn nhưng cũng có thể thất bại nếu cách cục lá số thiếu cân bằng.
Cần mộc nên biết trang sức liên quan đến màu xanh lá đại diện cho mộc. Gỗ trầm hương rất là nhiều mộc. Động vật thỏ, hổ, mèo, mèo Kitty, mèo Doraemon là mộc. Khi ăn uống thích hợp ăn chay, ăn rau xanh, ăn nấm đại diện cho mộc. Trên cơ thể râu, lông, tóc, móng đại diện cho mộc. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách là mộc. Đi ngủ có thể mang theo quyển sách. Ở nhà phù hợp, nhà có nhiều đồ gỗ hơn là nhiều kim loại. Ngành nghề thuộc mộc: làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành gỗ, ngành giấy, cây cảnh, chế tạo thảo dược, làm phim hoạt hình, hoạt động từ thiện, vật tư văn phòng, vật phẩm tế lễ, bán quần áo, giày dép, in ấn cũng đại diện cho mộc. Tuổi Dậu sinh tháng Thìn, Tuất, Mùi, thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Con người không nên mưu cầu nhiều đến số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm thái lạc quan, sống ôn hòa, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may sẽ tới. Các mật mã liên quan tuổi Dậu: hoa cái tại Sửu, sinh năm Dậu, ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ Sửu là có sao hoa cái. Sao hoa cái đại diện cho người tài hoa, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, phù hợp ngành nghề nghệ thuật và mỹ thuật, thích triết học và thích tôn giáo. Dịch mã tại Hợi, sinh năm Dậu, ở cột tháng ngày giờ trong lá số có chữ Hợi là có sao dịch mã. Mã là tượng trưng cho thay đổi, biến động, đi xa, du lịch, thay đổi chỗ ở, công việc hoặc là tượng xuất ngoại. Hàm Trì tại Ngọ, sinh năm Dậu, ở cột tháng ngày giờ có chữ Ngọ là có sao Hàm Trì. Hàm Trì là đào hoa, tình yêu của cuộc sống. Người có sao Hàm Trì dễ được nhiều người khác chú ý, vượng tình dục, ăn nói duyên dáng, phù hợp làm ngành nghề dịch vụ. Cũng đại diện cho tướng mạo thông minh. Nếu sao Hàm Trì là dụng thần là tình dục vượng, nếu là kỵ thần thì giảm ham muốn. Sinh năm Dậu, kỵ nhà ở hướng thân 232 cho đến 248 độ Tây Nam sẽ phạm phải vong thần. Đây là một mật mã thị phi, khó ở nhà hướng này. Sinh năm Dậu gặp năm tháng ngày có chữ Ngọ là có sao Hồng Loan, là chu kỳ kết hôn hoặc đang có tình yêu. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.